Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuần, tư vấn mặt hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng tính năng Apple CarPlay trên dòng xe Tucson cũng như các dòng xe khác mà có tính năng là Apple CarPlay và Android Auto ha. Thì đầu tiên thì chúng ta phải vào mục cài đặt của trên xe ha. Chúng ta vào mục cài đặt, vào vùng kết nối điện thoại, vào chỗ Apple CarPlay và chúng ta phải ấn tích, ấn bật Apple CarPlay ở trên này. Thì sau đó thì chúng ta mới sử dụng được ha. Rồi, vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho em một còng cáp. Mà cáp này là phải cáp zin của iPhone nha. Với một số cáp ở ngoài thị trường hiện nay thì nó chỉ có tính năng đó là sạc thôi, chứ mà nó không có tính năng là truyền thông tin. Cho nên là quý anh chị nên cứ chuẩn bị cho em một cái sạc zin của iPhone. Sau đó thì chúng ta nhìn ở phía dưới này. Nhìn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thấy có cổng USB, cổng sạc và cổng 12V 180W. Thì chúng ta phải gắn cái dây cáp của mình vào cổng USB nha. Vào cổng USB. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ mở điện thoại của chúng ta ra ha. Thì chúng ta cũng vào phần cài đặt luôn. Đó, chúng ta vào CarPlay. Thì thường thì xe của chúng ta sẽ có sẵn là CarPlay rồi. Sau đó thì chúng ta gắn vào điện thoại của chúng ta ha. Chúng ta gắn vào cổng giống như chúng ta sạc điện thoại vậy đó. Cáp sạc của chúng ta vào điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ lướt trên màn hình ha. Đó, và chúng ta sẽ chọn mục Apple CarPlay. Đó. Thì khi chúng ta chọn được Apple CarPlay thì chúng ta sẽ có một cái giao diện sử dụng Apple CarPlay như thế này. Thì sử dụng Apple CarPlay thì chúng ta sẽ có đó là điều khiển bằng giọng nói khi mà chúng ta sử dụng Google Maps này. Và chúng ta có thể đó là nghe một số ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại như Spotify hoặc là Zoom MP3, nhạc của tôi chẳng hạn. Thì chúng ta có thể sử dụng ở trên này được luôn. Ví dụ như chúng ta sẽ điều khiển giọng nói ha. Ví dụ như chúng ta ấn nút điều khiển giọng nói trên ở đây thì Hey Siri, open Google Maps. Đó. Thì ở đây thì chúng ta giống như chúng ta xài Siri ở trên điện thoại thì chúng ta ấn nút ở đây thì chúng ta sẽ điều khiển là Siri. Giống như chúng ta điều khiển trên điện thoại ha. Ví dụ chúng ta muốn mở ứng dụng MP3 chẳng hạn. Open Zing MP3 app. I don't see an app called Zing MP3. Hey Siri, open Zing app. Đó. Thì chúng ta sẽ mở được như thế này. Hoặc là khi mà chúng ta sử dụng Google Maps, open Google Map. Đó, thì ở đây thì chúng ta xem vào mục tìm kiếm ha. Thì chúng ta sẽ ấn điều khiển bằng giọng nói. Chỉ đường tới chợ Thủ Đức. Chỉ đường tới chợ Thủ Đức. Đó, thì giống như chúng ta muốn tìm kiếm đi đâu chẳng hạn thì chúng ta sẽ vào mục tìm kiếm và chúng ta điều khiển giọng nói ha. Chỉ đường tới nhà thờ Đức Bà. Đó. Và chúng ta sẽ ấn bắt đầu để chúng ta ấn sử dụng Google Maps trên màn hình Apple CarPlay. Thay vì chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có thể đã đóng cửa. Đó, sau này thì chúng ta hoặc là chúng ta có thể sử dụng map của xe hoặc là chúng ta có thể sử dụng map của Google Maps luôn. Đó, thì thay vì đó thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái cũng có thể được nhé. Đó, rồi xin cảm ơn quý anh chị đã xem video của em ha. Thì em đã làm video hướng dẫn xong chúng ta sử dụng các tính năng hoặc là cách chúng ta sử dụng Apple CarPlay trên điện thoại trên xe dòng Tucson 2022 và các dòng xe Hyundai nha. Xin chào và gặp lại quý anh chị ở những video sau.